Xin chào bạn, mình là anh Đỗ và chủ đề của video ngày hôm nay đó chính là công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cái gì khi có rủi ro xảy ra. Mình biết các bạn sẽ trả lời đó là số tiền bảo hiểm, đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Tuy nhiên, đã bao giờ các bạn nghĩ đến cái số tiền mà bạn tích lũy được, hay còn gọi là cái giá trị tài khoản đó? Vì như các bạn đã biết ấy, cái bảo hiểm nhân thọ, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hiện nay thì ngoài cái chức năng bảo vệ ra thì nó còn có thêm một chức năng nữa, đó là chức năng tích lũy. Thì nếu mà khi rủi ro xảy ra, công ty bảo hiểm chỉ chi trả số tiền bảo hiểm thì cái giá trị tài khoản của bạn sẽ đi về đâu? Công ty bảo hiểm có trả khoản này không? Và nếu trả thì họ trả như thế nào? Hay là nếu không trả thì vì sao? Thì video này mình sẽ cùng trả lời các thắc mắc đó bằng cái đồ thị này, bằng ví dụ này. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái trục tung này thể hiện cái số tiền, trục hoành này thể hiện cái số năm hợp đồng. Đường kẻ ngang này là thể hiện cái số tiền bảo hiểm. Nên trong ví dụ này là mình lấy ví dụ là 500 triệu. Và cái đường màu đỏ chéo này thì cái số tiền tích lũy, hay mình có gọi là cái giá trị tài khoản này. Thì chẳng hạn như năm hợp đồng thứ tại năm hợp đồng thứ 5, giá trị tài khoản của khách hàng đang có là 100 triệu. Và chẳng may khách hàng tử vong thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả cái số tiền bảo hiểm, đúng không ạ? Là số tiền 500 triệu này. Tuy nhiên trong thực tế thì cái 500 triệu này, trong 500 triệu này thì đã có 100 triệu là cái số tiền tích lũy của khách hàng rồi. Thì bản chất cái tiền của khách hàng đóng phí vào và được công ty dùng để mang đi đầu tư hộ, đúng không ạ? Thì khi mà hợp đồng chấm dứt thì công ty sẽ phải hoàn lại số tiền của khách hàng, trả cho khách hàng, đúng không ạ? Hoàn lại số giấy tài khoản này. Thì nghĩa là trong 500 triệu khách hàng bồi thường khi mà rủi ro xảy ra thì đã có 100 triệu là của tiền riêng của khách hàng rồi, và công ty bảo hiểm sẽ chi trả số còn lại, chứ là 400 triệu, là phần chênh lệch là 400 triệu thôi. Thì tức là cái số tiền bảo hiểm chịu rủi ro thực tế của công ty bảo hiểm sẽ chỉ là 400 triệu. Thì chúng ta sẽ có thể thấy là ví dụ như chẳng hạn năm đầu tiên khách hàng tham gia bảo hiểm mà chẳng may khách hàng tử vong ngay trong năm đầu tiên thì cái số tiền bảo hiểm rủi ro thực tế của công ty bảo hiểm nó sẽ là 500 triệu, tức là cả cái khoản này. Tuy nhiên đến năm thứ năm thì cái số tiền bảo hiểm chịu rủi ro thực tế nó chỉ còn là 400 triệu thôi, và các bạn sẽ thấy là càng ngày nó càng giảm dần, đúng không ạ? Cái số tiền bảo hiểm chịu rủi ro thực tế nó chính là cái phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm và cái giá trị tài khoản. Tức là khi mà giá trị tài khoản nó càng tăng thì cái số tiền bảo hiểm chịu rủi ro nó càng giảm. Hay nói cách khác là cái giá trị, cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ bảo hiểm của công ty bảo hiểm nó càng giảm. Và thậm chí đến một thời điểm ấy, là khi giá trị tài khoản của khách hàng mà bằng số tiền bảo hiểm và thậm chí là lớn hơn, thì từ cái thời điểm này trở đi, nếu mà khách hàng chẳng may gặp rủi ro thì công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả lại toàn bộ cái giá trị tài khoản của khách hàng. Chẳng hạn ví dụ như năm thứ 20, năm thứ 16, 17 tài khoản của khách hàng ví dụ ở đây sẽ có 600 triệu, thì nếu mà khách hàng tử vong năm hợp đồng thứ 17 thì công ty bảo hiểm sẽ hoàn lại toàn bộ 600 triệu là tiền của khách hàng, giá trị tài khoản của khách hàng. Thì tại thời điểm này thì cái số tiền bảo hiểm chịu rủi ro thực tế mà công ty phải trả là bằng không. Hay nói cách khác là tại thời điểm này là khách hàng tự dùng tiền của mình để bảo vệ mình. Thì để trả lời cho câu hỏi, quay lại với câu hỏi đó là khi mà rủi ro xảy ra thì công ty bảo hiểm sẽ có trả cái tiền tích lũy hay không, có trả cái giá trị tài khoản hay không, thì câu trả lời là có, chắc chắn là công ty sẽ phải trả giá trị tài khoản, và đồng thời công ty bảo hiểm cũng trả số tiền bảo hiểm, nhưng mà không phải là số tiền bảo hiểm gốc theo như cam kết ban đầu là 500 triệu, mà là số tiền bảo hiểm chịu rủi ro thực tế. Và như trong ví dụ này hay cụ thể hơn là đối với quyền lợi cơ bản của các công ty bảo hiểm đối với dòng bảo hiểm nói chung, thì khi khách hàng tham gia cái sản phẩm này thì là khách hàng đang tham gia một cái chương trình bảo hiểm giảm. Tóm lại, đối với các cái dòng sản phẩm bảo hiểm
nhân thọ có tích lũy nói chung thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả cả hai. Thứ nhất đó là số tiền mà các bạn tích lũy được, hay còn gọi là cái giá trị tài khoản. Và thứ hai là số tiền bảo hiểm, nhưng cụ thể hơn, chính xác hơn là cái số tiền bảo hiểm chịu rủi ro thực tế. Và cái số tiền bảo hiểm chịu rủi ro thực tế này nó có thể khác với cái số tiền bảo hiểm gốc ban đầu. Hiểu được rõ điều này thì sẽ giúp các bạn sẽ không bị thất vọng khi mà công ty bảo hiểm bồi thường không đúng như kỳ vọng. Ở các video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái trường hợp nào mà công ty bảo hiểm sẽ chi trả, thực sự chi trả cả hai, cả giá trị tài khoản và số tiền bảo hiểm gốc ban đầu. Nếu bạn quan tâm thì hãy bấm like và đăng ký kênh, và để đừng bỏ lỡ các video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.